Chàng trai này tên là Jae Won, anh và cô gái Jeon Ae là nhân viên của giám đốc Chan, người còn lại là Lee Sun. Công ty này chỉ vỏn vẹn có 4 thành viên. Công việc của họ là sáng tạo nội dung đăng lên YouTube. Thời gian gần đây nguồn tài chính của công ty đã cạn kiệt, đến cả tiền nước mà giám đốc Chan cũng ghi nợ, tận 4 tháng rồi mà chưa thanh toán, cho nên không dám đối mặt với người giao nước. Tiền thuê mặt bằng cũng vậy, 3 tháng rồi mà vẫn chưa thanh toán cho bà chủ tòa nhà này. Giám đốc Chan còn có một thói xấu là thường hay ve vãn nhân viên nữ, vì thế nên Jae Won bèn hướng dẫn cho Jeon Ae một thế võ tự vệ, nó sẽ giúp cô gái thoát khỏi sự quấy rối của bọn dê chúa. Đêm hôm nọ có hai tên mặc đồ đen, chúng lén lút phá khóa thùng container vào bên trong trộm đồ. Vô tình tên này bị một con mèo tấn công bất ngờ. Khi ra bên ngoài thì vết thương đột nhiên có biến chứng rất kỳ lạ, làm cho tên trộm trở nên hung hăng và khát máu. Hắn lên cơn điên cắn chết người đồng bọn. Ngày hôm sau tên trộm từ từ tiến vào trung tâm thành phố, vô tình đụng phải anh Jae Won làm rơi cả chiếc điện thoại. Tên trộm rất nhanh đã rời đi, hắn ta vào một cửa hàng lấy thịt sống, rồi ngồi ăn một cách ngấu nghiến rất ngon lành. Hành động kỳ lạ này khiến cho ai cũng dùng điện thoại để quay phim lại. Gần đó có hai tên đầu gấu đang ve vãn Jeon Ae, Jae Won lập tức ra tay đánh đuổi bọn đầu gấu giải vây cho cô gái. Lúc này tên trộm nhìn thấy đông người cho nên hắn ta liền bỏ chạy, thần chí hắn bây giờ dần dần đã không còn nhân tính. Khi này người giao nước đang chuẩn bị rời khỏi tòa nhà thì tên trộm bất ngờ xuất hiện. Đoạn clip quay lại cảnh mà tên trộm ăn thịt sống, nhanh chóng nó đã được lan truyền trên mạng. Giám đốc Chan cảm thấy tiếc nuối vì hắn không phải là tác giả của đoạn clip. Tên trộm lúc này đang điên cuồng tấn công những người khác trong tòa nhà. Bà chủ nhìn thấy vậy thì sợ hãi. Bà ta lệnh cho anh bảo vệ lập tức khóa tất cả các cánh cửa lại, không để cho tin tức này truyền ra ngoài. Những ai bị cắn thì nhanh chóng liền biến đổi trở thành zombie. Chúng cắn chết anh bảo vệ trong sự ngỡ ngàng, khi anh vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, bà chủ khi này cũng đang tháo chạy thục mạng. Anh bảo vệ không may bị cắn trúng vào bàn tay, cả hai vùng vẫy chạy đến văn phòng của giám đốc Chan. Bà ta nói với mọi người là, bên ngoài đang có bọn zombie khát máu rất điên loạn, tuy nhiên lại không cho bất kỳ ai được phép báo cảnh sát, bởi vì bà chủ không muốn giá trị bất động sản của tòa nhà bị giảm đi. Nếu như giám đốc Chan mà dọn sạch được bọn zombie, thì bà chủ sẽ miễn phí tiền mặt bằng cho anh trong một năm. Giám đốc Chan nghe thấy thế thì mừng rỡ, cả nhóm lập tức cùng đi ra bên ngoài. Tên trộm lúc này đã trở thành zombie rất mạnh mẽ và hung tợn. Giám đốc Chan chơi ác đẩy Lee Sun ra làm lá chắn chết thay cho hắn. Mặc dù Jae Won cố gắng cứu mạng anh đồng nghiệp nhưng không được. Cả nhóm đành phải trở lại trong văn phòng. Người bảo vệ lúc nãy bị cắn vào tay, giờ thì anh ta mới biến đổi. Bà chủ nhà không kịp phản ứng nên bỏ mạng ở đây. Jae Won can đảm chiến đấu với zombie, giúp cho hai người còn lại chạy trước. Lee Sun bật dậy tiến về phía họ, tên giám đốc lại chơi ác lấy Jeon Ae làm lá chắn. May mắn Jae Won kịp thời kéo cô gái tránh ra sau. Ở bên ngoài không một ai biết chuyện gì đang xảy ra trong tòa nhà, nhanh chóng chúng đã có mặt ở khắp nơi. Jae Won lanh trí dùng một máy phát ra tiếng nhạc để thu hút sự chú ý của zombie. Nhân cơ hội này cả hai mới chạy về lại văn phòng để liên lạc cho cảnh sát. Bất ngờ Lee Sun và tên giám đốc xuất hiện ngăn cản. Đã thành zombie mà hắn cũng vẫn còn bản năng dê chúa trong người. Jeon Ae nhớ lại chiêu thức tự vệ mà lúc sáng Jae Won đã hướng dẫn. Cô liền áp dụng nó để hạ gục tên giám đốc gian ác và giải vây cho Jae Won.
tên trộm lại xuất hiện. Jae-won bèn vận dụng kỹ năng võ thuật của mình, cố gắng hạ gục tên zombie này. Nhân lúc hắn bất tỉnh, cả hai mau chóng liên lạc cho cảnh sát, thế nhưng không có điện thoại nào là còn hoạt động. Không còn cách nào, cả hai đành phải xông ra, chạy đến khu đại sảnh của tòa nhà. Để an toàn, Doan E trốn vào trong ô tô. Jae-won một mình dũng cảm chiến đấu với bọn zombie, bảo vệ tính mạng cô gái. Thế nhưng lực lượng của chúng có quá đông, chàng trai phút chốc đã rơi vào hiểm cảnh. Đúng lúc này, Doan E cầm bình cứu hỏa xịt vào đám thây ma, không ngờ như vậy mà cũng xua đuổi được bọn chúng. Cả hai tiếp tục chạy ra khu để xe ở tầng hầm, tên trộm hung tợn lại lần nữa xuất hiện. Cả hai đành phải cố gắng đánh hạ tên zombie, tuy nhiên hắn ta hoàn toàn không có cảm giác đau đớn, thể lực cũng rất mạnh mẽ, hắn ta còn biết né và đỡ đòn nữa chứ. May mắn là cuối cùng Jae-won cũng cho tên zombie một gậy vào đầu, bồi thêm vài gậy nữa tiễn hắn lên đường triệt để. Đúng lúc này bà chủ nhà đang từ từ bò tới. Jae-won nhanh nhẹn kéo cô gái ra nhưng anh lại bị cắn vào chân. Ôi thần linh ơi, thế là hết đời một thanh niên điển trai và giỏi võ, bản tính lại nghĩa hiệp nữa chứ. Thật may mắn bà chủ nhà này sử dụng hàm răng giả. Cuối cùng cả hai an toàn rời khỏi tòa nhà này. Bộ phim đến đây là hết rồi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình một like và một đăng ký kênh, ủng hộ mình nhé các bạn. Tạm biệt.